lộ lý do Trấn Thành vắng mặt trong đám cưới Minh Tú. Chuyện nhà vợ vẫn quan trọng hơn. Đừng idol nghỉ chơi nữa. Ở bên Hàn Quốc dạo này rất là nhiều công việc, cho nên vợ em bay đi bay về, đi làm. Em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Cứ ngỡ Hoàng Thùy và Minh Tú không đội trời chung, ai ngờ là do cô dâu hủy kèo phút chốc. Em với Hoàng Thùy ngày xưa đến bây giờ vẫn là đồng nghiệp, và nó chỉ ở mức mối quan hệ đồng nghiệp, không có chưa bao giờ đi xa hơn. Cô Ngọc Hà chúc phúc từ xa, cử đội lý đi hẳn G63 tới tham dự. Võ Hoàng Yến theo chồng sang Mỹ dưỡng thai, vẫn lên đồ chặt chém tham dự online cùng đàn em. Trời ơi, cuối cùng thì nhỏ sồn em gái tôi cũng á hả, cống chười rồi, cưới chồng rồi. Nhưng mà không có chị đâu. Cống lầy, mốt chị về, bù cho em. Hậu đám cưới Minh Tú, Trấn Thành đang là một trong những cái tên được réo gọi nhiều nhất vì vắng mặt tại đám cưới của đàn em, dù trước đó nam MC từng thân thiết gọi Minh Tú là em ruột. Trước thắc mắc của công chúng, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không dự được đám cưới của Minh Tú, chứng kiến khoảnh khắc đàn em bước vào lễ đường. Bé Út có chồng rồi, chúc hai em luôn hạnh phúc nha. Ăn đám cưới này không dự hôn lễ em Minh Tú, tiếc ơi là tiếc. Tú ơi, hạnh phúc nha em. Trấn Thành cho biết lý do vắng mặt là vì anh đang cùng bà xã Harry Quân có mặt ở Hàn Quốc dự đám cưới của em gái vợ. Những hình ảnh hạnh phúc bên vợ và gia đình của nam MC cũng phần nào phản bác lại những đồn đoán tiêu cực về mối quan hệ vợ chồng của cả hai. Nhiều năm qua, trên mạng xã hội, giữa Hoàng Thùy và Minh Tú luôn xuất hiện nhiều tin đồn cả hai bằng mặt không bằng lòng. Chưa kể, nhiều thông tin còn tiết lộ rằng chồng của Minh Tú chính là bạn trai cũ của Hoàng Thùy. Do đó, việc người đẹp xứ Thanh không xuất hiện trong đám cưới của đồng nghiệp khiến nhiều người khẳng định cả hai đã thực sự không đội trời chung. Tuy nhiên, sau hôn lễ của Minh Tú, á hậu Hoàng Thùy gây xôn sau khi tung tin nhắn được Minh Tú mời cưới nhưng sau đó lại hủy. Nhiều bạn có nhắc đến tên Thùy không dự đám cưới của Tú, up tin nhắn cho mọi người biết là mình có được mời ạ, nhưng Tú thay đổi ạ. Mình chúc bạn từ xa mong Minh Tú hạnh phúc và vui vẻ nhé, Hoàng Thùy chia sẻ. Về phía Minh Tú, cử siêu mẫu cho hay đã gửi tin nhắn để mời Hoàng Thùy vào sáng mùng 6 tháng 3, nội dung là mong người bạn giữ lịch ngày 13 tháng 4 để dự đám cưới. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 3 thì Hoàng Thùy mới phản hồi tin nhắn này và đồng ý đến hôn lễ. Đáng nói, trong giai đoạn 2 tuần này thì trên mạng xã hội xuất hiện những ồn ào, đồn đoán nhạy cảm liên quan đến mối quan hệ, đời tư của cả hai. Chính vì lý do đó, vào ngày 24 tháng 3 thì Minh Tú mới quyết định gửi những lời chân thành hẹn Hoàng Thùy một buổi tiệc thân mật báo hỷ sau đó để tránh những đầm xùm không đáng có do cả hai bên. Khi Minh Tú bắt đầu gửi thiệp cưới đến đồng nghiệp, Hồ Ngọc Hà chính là sao nữ đầu tiên chụp ảnh thiệp mời đăng trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là động thái Hồ Ngọc Hà xác nhận sẽ đến đám cưới Minh Tú, nhưng cuối cùng cô lại vắng bóng. Cho đến thời điểm này, Hồ Ngọc Hà chưa hé lộ nguyên nhân lỡ hẹn với ngày vui của Minh Tú. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã cử trợ lý của mình là dì Giáp đi thay. Khoảnh khắc dì Giáp và Hương Giang bước xuống cùng nhau trên chiếc G63 mà hoa hậu chuyển giới mới tậu đã gây được nhiều sự chú ý. Qua đó, người hâm mộ cũng suy đoán Hồ Ngọc Hà vướng lịch trình công việc đột xuất nên không đến dự được. Vợ chồng tốt tiên Hoàng Tu Liver cũng gặp trường hợp tương tự nên chỉ có thể chúc phúc từ xa. Võ Hoàng Yến cũng là người chị em thân thiết của Minh Tú trong làng mốt Việt. Tuy nhiên, vì đang dưỡng thai ở Mỹ cùng chồng nên nữ siêu mẫu không thể tham dự đám cưới lần này. Trước giờ gì, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã gửi lời chúc ngọt ngào đến chị em thân thiết của mình. Mỹ Nhân sinh năm 1988 viết, chị ở Mỹ mặc đầm trắng chờ ăn cưới rồi nha Việt Nam ơi. Chúc em yêu là cô dâu đẹp và hạnh phúc nhất mãi về sau. Hôn em thật nhiều. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.